Hồ báo cáo trồn và cái kết, hãy không chưa? Và sự việc vào lúc 21 giờ ngày 14 tháng 3. Ô mẹ, ngon nha. Nào anh đi làm gì ơi? Rồi, như vậy là anh chơi một phát mà đối đầu trực tiếp đây rồi nha. Nào. Nào mày làm gì? Mày tranh ra cho bố mày đi không? Đúng không? Nha. Tay anh thì không biết đang cầm gì. À đây đấy, mà suýt nữa phải để anh phải xuống xe đúng không? Lùi ngay, không xuống xe anh phang bây giờ nè. À, làm gì đây? Đấy, giờ nhìn mặt anh này chắc là cũng tương đối rồi đấy. Rồi kia chắc là vừa đi đâu về, tới đi tất kia chắc vừa đi đá bóng vừa uống bia xong đúng không? Ở đấy đấy, mẹ chỉ rồi, mày nhá, mẹ đừng để anh phải mẹ nóng, giờ lăng nhăng đúng không? Nào, rồi sao? Rồi đây rồi, vậy là chủ xe xuống rồi. Ôi rồi, đông hơn quân nguyên này cơ à. Ôi, thế nào anh? Ôi, thế nào thế? Đang hùng hổ mà. Thấy bạn xuống nhiều quá nên rút nhanh. Bạn để ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem. Cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức, xin chào.